trong kia rồi. Con với quân lên đường, đoàn người xe cuối cùng vừa đưa theo lối sông. Con với quân lên đường, hàng cờ theo trong dồn. Ngoài sân non cuối thôn, vất vả ngầm ngùi bay. Qua thiên san kẻ tiếng diệu vừa tan, vui ca sang rồi đi tiến binh ngoài ngàn. Người đi ngoài vân lý qua sáng, người đứng chờ trong bóng cô đơn. Bên man khê của tung gió bụi mịt mùng, bên tiêu tương của thương tiếc nơi nhìn chung. Người không rời khỏi kiếp gian nan, người bên thành tương đơn. Giữa đến giờ
chiều mịt mù cát bay toa bước ngập vi đường trường nếp tan y hùng cường vẫn còn bay trong gió bóng từ xa dấp dần qua bóng chàng chậm trùng vượt núi non cù với hành lương đồ đưa chiếc gung gươm danh tương dưới ta y đem nhịp đi vó ngập vi nơi núi rừng bên nợ tình thương bên nợ tình thương bên nợ gian sang bên đồi ai ôn bên rừng đã đón đón đưa bóng trà đường về nước chập trùng xa nhiều đồi núi treo leo cây bắt rừng rươm ra đường vạn xuyên đường cổ lũy duyên núi sông vẫn như thăm nhỏ trên phiến đã mòn còn in dấu từ bóng cây ngôi mộ bên đường từ mái tranh bên đình trong làng nguồn sự xanh âm thầm vẫn sống bao mối thương vang dậy trong lòng vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về ai quên ghi vào gắn đã bao nguyện thề nhìn trên trường sinh biết người mong chờ vẫn nhớ nơi xa bao nhiêu năm bóng con đứng đợi trông về bao nhiêu phen thời gian xót phai lời thề người tung hoành bên núi xa xa người mong chồng con đứa muôn năm hồn vong phu quá nhiều tiết tấu, sự hào hùng ở trong bài hát này. Và chờ đợi xem là cảm xúc của ban giám khảo ngày hôm nay như thế nào nhé. Xin được mời giám khảo Đoan Trang ạ. Cô rất là quý cái sự cố gắng của hai đứa con. Mình làm một cái gì đó khác biệt thì cũng luôn luôn là một cái sự mong chờ của bao nhiêu người. Nhưng mà cái khác biệt đó nó có thật sự là phù hợp với mình hay không cũng là cái để cho mình phải cân nhắc nha con. Cái bài này là một cái bài rất là hào hùng đúng không con? Nó phải có tiếng trống, nó phải có nguyên một cái dàn hợp xướng, nó phải có tất cả những cái gì đó nó hỗ trợ. Mà bây giờ chỉ có hai đứa con thôi cho nên nó nhìn chung á, phần nghe nó hơi lỏng. Nó lỏng ở cái chỗ là Đức Vĩnh con đang vỡ giọng, cho nên giọng của con không có lợi thế ở những nốt cao. Thì với bài này á, các chú cũng đã lách cho con tránh những cái tông quá cao. Tuy nhiên để mà giữ cái độ an toàn cho tụi con á, thì bài nó bị trì quá. Còn với Quỳnh Anh thì những cái phần hát của con ngày hôm nay thì lại rất là thành công. Con hát những cái trữ tình nhưng mà có những cái luyến lấy của dân ca vào, có những cái âm hưởng nó rất là ngọt và tất cả những cái nhã chữ của con hoàn toàn rất là đẹp. Đó là những cái gì mà cô góp ý cho hai đứa con thôi. Cảm ơn cô. Và tiếp nối là xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Đây là cái tiết mục mà có rất nhiều cô chú, những giọng ca rất là kỳ cựu thể hiện. Và cũng phải cần có một cái bản lãnh nhất định trên sân khấu mới có thể gọi là đi hết được cái bài hát này. Hôm nay thì chú có cảm tình nhiều hơn dành cho Quỳnh Anh. Bởi vì cái giọng hát của Quỳnh Anh nó nhẹ nhàng. Chú nghe chú có cảm giác giống như là chú có thể tưởng tượng được là những cái làn mưa hay là những cái cơn gió là lạnh thấu xương và nó đang len vào trong cái tâm hồn của cái người mẹ, nghe rất là thương cảm. Chú nghĩ rằng Quỳnh Anh hôm nay đã trưởng thành hơn những cái vòng thi trước và điều đó cũng làm cho chú rất là mừng. Hai con đã dám bạo gan trình diễn tiết mục này để thổi hồn cái tình yêu dân tộc, tình yêu những cái quá khứ vàng son của Việt Nam mình đến với khán giả khắp nơi. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Đó, chú Nam nói là tụi con gan dữ lắm mới chọn bài này hát, cho nên tụi con phải tự tin. Một tráo tay cho Đức Vĩnh và cả Quỳnh Anh nữa. Có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mời.
ôm một mối mơ. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biên biệt chẳng ngừng trên trời nước ta. Lặng nghe trăng gió bao ôm nhau, chỉ kia quê quán ở đâu. Gió không có nhà, gió bay muôn phương, biên biệt chẳng ngừng trên trời nước ta. Cô vừa lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng già. Đèn ông sao với đèn ca tre, đèn thiên nga với đèn bấp bấp. Em rước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trăng trăng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Ông sao sao nắm cánh tươi màu, con đi rất dài căn cầu qua đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang, đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoa. Tung rinh rinh tung 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 rinh rinh, nay anh sao vui chim sao non ngà. Tung rinh 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 tung rinh rinh, anh sao bác hồ tỏa sáng nơi đời. Trời rực sáng soi anh chàng, lòng ngập tràn mong nhớ về tuổi thơ. Bồi hồi nhìn đàn chúng em đủ vui, rộn ràng đèn trong tay lúc ninh đến. Cùng bạn bè ngồi dưới trăng vàng, kể chuyện ngày xưa lúc còn bé thơ. Đèn hồng hồng xanh tím đèn quay nhanh, cùng hòa nhịp hát vui cùng bạn chàng. Hãy chị hát na chúc tôi hồn mơ đến ngày về trái đất kia. Có bầy trẻ thơ đang ngồi nghe chuyện trên ba cây nghe đời xưa. Hãy hòa đất ca cùng nhạc tình tang, có mọc tung tăng dưới trang. Chiều cuối ngần ngơ kinh chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ kinh hoài. Tôi chỉ hát ca chúc tôi ngồi mơ đến ngày về ngồi nghe chuyện trên ba ghế nghe đời xưa. Hãy hòa đàn ca cùng nhạc tình tang, có mộng tung tăng dưới trang. Chiều cuối ngâm ngơ kinh chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ tích hoài. Chiều cuối ngâm ngơ kinh chuyện năm xưa, giờ ngồi làm thơ. Thiệt á chị Trang, em giận dễ sợ giận luôn. Phá nát ký ức tuổi thơ của em. Em không nghĩ là chị Hằng lại quậy đến vậy. Ngày hôm nay tụi con đã đưa tất cả quý vị đến với nhiều cung bậc khác nhau nha. Mở đầu là nhẹ nhàng với chú Cuội ha, sau đó thì mạnh mẽ có tiết tấu lên từ từ từ, và cuối cùng bung nóc luôn, nhạc rock luôn. Xin mời ý kiến của nghệ sĩ Giá Bảo á, mời anh. Thật ra đây là một cái tiết mục rất là tươi, rất là sớm. Là bởi vì sau cái tiết mục của bé Bán Diêm vừa rồi thì nó cũng có hơi có chút buồn. Qua tiết mục này thì rất là sớm. Thì trong tiết mục này thì chú Bảo khen bé Đức Vĩnh là bé Đức Vĩnh rất là tươi, tươi từ đầu rồi. Nhưng mà bé Quỳnh Anh thì còn bị hơi lo. Trong cái nét mặt của con nó còn hơi bị lo, đang còn hơi bị nhớ bài, cho nên con chưa có được tươi.
Cho nên là cái bài này nó rất là tươi, nó vui mà. Nó là một cái lễ hội trung thu rất là vui, nó không có cái gì để buồn hết á. Cho nên rút kinh nghiệm lần sau, mình hát bài vui là mình cứ vui đi, cứ vui đi, rồi chuyện gì nó tới nó tới, chứ nó không có cái gì mà mình buồn nha. Còn giọng ca của hai con thì hòa quyện rất là tốt, thì về phần ca thì chắc là cô Đoan Trang sẽ nhận xét tốt hơn. Xin được cảm ơn nha Bảo. Xin mời chị Đoan Trang ạ. Hai đứa con đang có cái năng lượng không có đều. Hai cái năng lượng phải được cân với nhau, phải được hòa quyện, phải được bổ trợ cho nhau một cách hợp lý nha con. Bây giờ đang tuổi lớn cho nên là cái anh chàng Đức Vĩnh là có vẻ là nhoi hơn hồi xưa đúng rồi đó rồi, có vẻ nhoi hơn hồi nhỏ rồi đó. Còn Quỳnh Anh là đang ta đang tuổi bắt đầu tuổi teen mà, cho nên người ta cũng có những cái cảm xúc là biết bực, biết giận, rồi biết cũng như hơi ngại, hơi là mắc cỡ con hơn. Gái tí xíu. Đúng rồi, mỗi bạn một cá tính, con không thể nào giống các bạn khác được, bởi vì con là con. Tuy nhiên, mình nói ở đây có nghĩa là các con về, nếu muốn tiếp tục là một cái cặp đôi mà xuất sắc sau nhiều cái thời gian mình rèn luyện, thì mình phải rèn luyện nhiều khía cạnh khác nhau, chứ không chỉ dừng lại ở trong cái giọng hát nha con. Đây là những cái bước đầu tiên, những cái viên đá đầu tiên để con đặt, để con xây cái ngôi nhà của con. Cho nên phải nhớ lời của các cô chú, cố gắng nhiều hơn nữa nha con. Cô vẫn rất là tin cặp đôi này nhiều lắm. Cô tin tưởng ở tụi con nhiều lắm. Cho nên cố lên nha. Cảm ơn cô ạ. Mà chú hỏi thiệt là trong quá trình hai đứa tập với nhau á, là có giận hờn gì với nhau không? Không luôn. Đó bây giờ mặt tươi nè. Không hỏi thiệt. Tại vì chú Minh Sùi thấy con bước ra, trời ơi, người ta được gặp Hằng Nga là người ta thấy là một cái gì đó nó đẹp, nó tươi đúng không? Con ra thôi, xuống con ngồi con hát với bạn. Ôm một mối mơ. Rồi, con vậy luôn á. Nha, rút kinh nghiệm nha. Còn không thì cái này là cái hay nè. Về nhìn vô gương hát. Đúng không cô Trang? Về nhìn vô gương hát rồi con cười lên con hát thử coi, coi lúc đó cái mặt của con đẹp không. Con sửa khẩu hình của con lại ha, hoặc là con sửa cái tinh thần của mình lại tí xíu. Đúng đó, rồi. Tập nhiều lần thành thói quen. Đúng rồi, hoặc là trong mấy cái ngày mà đi lên tập sân khấu á, chắc chắn là các con sẽ được tập trên 2 lần. Dạ. Đúng không? Thì nói mẹ quay phim lại, xong rồi có một lần mình sẽ làm như thiệt, xong mẹ quay phim lại mình coi, mình biết là mình đang có cái vấn đề của mình nằm ở đâu để mình sửa nha con. Chứ con buồn mà cái mặt không có tươi, giống như là Hằng Nga mà bán bánh trung thu mà bị ế vậy. Bị sale đại hạ giá. Mua một tặng bốn cho năm lần. Nó buồn phải không? Nhưng mà cái hay là hôm nay là Đức Vĩnh Quỳnh Anh hát rock rồi đó nha. Chính xác. Lên tới rock rồi đó. Dạ xin mời anh Hòa Nhật Nam ạ. Còn chú á, chú nhìn quanh chú rất là giận Vũ Đoàn. Vì sao? Vì cái tiết mục này gợi nhớ một tuổi thơ của chú. Mà nhìn quanh nó không có một cái lồng đèn nào là lồng đèn con cá cả. Bây giờ chú thông cảm đi, bởi vì bây giờ nó đã qua cái mùa đó rồi. Không phải, bây nhiều khi tìm đi, nó khó lắm. Đi ra tiệm không có chú, giờ có mấy cái này thì mua mấy cái này thôi. Chưa kể mình khen tiết mục này cái là biết sao không? Bây giờ là đa số mà xài bằng pin rất nhiều. Mà em không thích con em xài bằng pin. Em thích con em xài giày nè. Chị cũng nó vậy. Mới đúng là cái lồng đèn của hồi xưa. Dấu dấu vô còn cái này cũng bằng pin ở trong mà dấu dấu vô. Tao ý là cái bằng cái giấy kiến này nè. Đúng, phải là cái này đúng anh. Mà cái này hồi xưa mà thời mà chú chơi á là phía bên trong là có gắn cái đèn lò nến xo, á. Cái lò xo để nó cài vô. Gắn cái nến. Gắn cái nến. Đúng rồi. Sau đó là gió thổi là mình cứ lấy một cái cây nhang mà nó có phát sáng đó là để châm vào. Vô. Và cái này là thắp sáng tuổi thơ biết bao nhiêu thế hệ luôn. Chính cho xác. Nên các con á là mùa trung thu phải chơi cái đèn này, không có chơi đèn bằng nhựa nghe chưa? Đúng rồi. Cái này là cái truyền thống của Việt Nam mình. Đó và chú nhớ hồi nhỏ chú còn chơi đầu lân, chú làm lấy cái mền đó trùm phía sau để làm cái đuôi. Dạ đúng rồi. Đó, rồi còn cái đầu nhỏ rồi làm ông địa bắt đầu nhét quần áo vào để làm cái bụng bự. Yeah. Mà giống như chú Gia Bảo rồi đâu cần phải nhét mền mà đâu. Đúng. Bây giờ là có sẵn rồi, không cần nữa. Đó thì cái tiết mục này rất dễ thương, ngoài nhắc đến hai cái nhân vật trong cổ tích là chú Cụi với là chị Hằng Nga ra thì hai con đã thể hiện được hai cái màu sắc của mình luôn. Cái gì đó rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào ở đoạn đầu và đoạn sau thì là một cái màu sắc gọi là rock rất là tưng bừng, rất là máu lửa. Rồi chúc mừng hai con. Cảm ơn chú ạ. Hơi bóp mẻ nhỏ. Em nhớ không làm là những cái tuần trước thì lúc mà ban giám khảo nhận xét Đức Vĩnh cười lên. Vậy hả? Cười lên. Hôm nay cũng vậy. Lúc mà anh nói là cười tươi lên, vui lên. Cười tươi lên nhưng mà nói trong miệng á chị. Em đứng đây em nghe nhưng mà thật sự đúng rồi con. Đây, có Đức Vĩnh thì con cứ thoải mái đi tại vì hai tụi con sẽ bổ trợ cho nhau, hiểu không? Mình là một cặp đôi, hai người tốt hơn một người chứ. Nhá. Năng lượng chung, một tràng hô tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh.
xa, mưa nắng bao ngày của anh hiểu lo lắng. Có tiếng ru hời quê sớm dài rồi chưa con lớn thôi.
con đường lứa tuổi 20. Nghe xuân sang chim đó bay tới, đầu cánh xếp chín chín móng sườn đôi, chim lấy được quả chín thông tươi, ta cũng tìm lấy chi vài giấm quà quà đầu mùa hạ sớm mai. Nhớ về từng thuở xa xôi, đất nào cằn vì còn mưa rơi còn gió cuốn. Xin được chúc mừng cho Minh Anh. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Kìa. Vũ đoàn, trời đất ơi. Đẹp luôn. Xanh ra để múa hả mấy đứa? Cái giò dài, cái cưng bận áo dài, nền nã đẹp. Con gái, con hát mà cô coi, cô không có chớp mắt một cái giây phút nào trơn. Tự nhiên nhìn con gái hát á, em nhớ cô Thu Hiền dân... dễ sợ luôn. Không, tôi nhớ gần hơn Dân Khánh. À. Không, em thấy giống cô Thu Hiền, gương mặt tròn tròn ha, phúc hậu ha, rồi hát cái đầu hơi nghiêng nghiêng vậy nè, rồi hát mấy cái bài về con ở đâu, con quê con đâu? Dạ con ở Cần Thơ. Trời đất. Trời ơi. Cần Thơ mắt kìa, con hát nhạc này nãy vậy. Nhạc quẻ trời luôn. Ơi, cô nói thiệt là nãy giờ cô tưởng con ở Nghệ An không à? Trời ơi, tại vì mấy có mấy cái nhấn nhá rất là miền Trung mà tại sao con có thể hiểu được điều đó và hát rất là tốt. Có ai tập cho con không? Dạ là tại vì con rất là thích những cái dòng nhạc mà khác với cái sở trường của con. Cô chỉ tưởng là cô với chú Nghĩa bị gạt thôi, ai về cô Trang cũng bị gạt nữa. Tưởng là con ở Nghệ Tĩnh hả? Lúc mà con đi hát xong con còn đi vô cho mấy cái dòng. Cô coi con say mê luôn. Cô rất là bất ngờ con là người Cần Thơ ha. Mà quan trọng là con làm cho tất cả mọi người tin con khi con hát ở cái vùng miền đó. Còn chỉnh sửa như thế nào để con về chú Đại. Cô thấy con rất là cá tính. Cá tính ở chỗ là con muốn thể hiện một cái gì đó khác biệt. Cho nên cô nghĩ là ở con có một cái điều gì đó vô cùng là thú vị. Cho nên tiết mục của con cũng khá là đặc sắc. Chúc mừng con. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và một lần nữa xin được chúc mừng con Minh Anh. Ngày hôm nay con đã làm rất là tốt tiết mục của mình. Và chờ đợi xem tiết mục tiếp theo sẽ có điều gì hấp dẫn nhé. Xin mời. À, con từ từ thôi. Nè, từ từ. Thôi mà, đừng có giành giật vậy. Nghe không? Giành. Nghe. Trời ơi, thiệt tình là buông ra. Trời ơi, té con gấu rồi, nghe không? Thiệt tình nè. Xin lỗi gấu nghe gấu. Xin lỗi. Nhỏ nó hơi quá tai, không sao. Xin lỗi con ha. Rồi, cảm ơn gấu. Sao vậy? Ba nói biết bao nhiêu lần rồi. Có chơi giỡn người từ từ thôi, làm gì mà con xôn đẩy người ta, ta đau rồi làm sao? Đó chỉ là đồ chơi thôi mà. Con cãi nữa. Đi vô trong học. Tới giờ học rồi Ly là bị đánh nghe không? Say giấc nồng, lòng bỗng xót xa thay khi đã vô tình làm con đau đớn. Nhiều khi cha quên mất rằng từng đã giống như con, nhưng nghĩ suy còn nhiều non nớt.
con đang rất buồn vì khoảng cách hai ta như xa thêm, vì không hiểu nhau mà con đâu hay biết rằng cha sẽ vẫn bên con. Buồn vì khoảng cách hai ta như xa thêm, vì không hiểu nhau mà còn đâu hay biết rằng cha sẽ vẫn bên con dẫu những khi cha phải là thiệt tình á, tôi nói hoài à, không hiểu ông làm vậy chi cho cực nữa à. Ơi, gì tôi làm cũng có lý do hết trơn á chị ơi, chứ đâu rảnh rỗi mà làm. Thuê con gấu này cũng tốn tiền chứ giỡn, đợi hàng free đâu. Vậy ông làm vậy để làm chi, ông nói tôi nghe coi. Nhiều cái chuyện kể cho nghe. Ừ. Má thằng Danh á là con gái miền Bắc. Ừ. Vô Nam chơi sao gặp tôi. Ừ. Hai đứa cưới nhau rồi sau đó kết nghĩa làm vợ chồng. Rồi cái ông này, vợ chồng người ta, người ta nói là cưới nhau, chứ ai xài cái tử kết nghĩa. Thì giỡn xíu cho vui, tại vì thấy hoàn cảnh giờ khổ quá chị ơi. Sao khổ? Má thằng Danh mất sớm, tôi gà trống nuôi con. Ừ. Con mình nên thôi ráng làm hết tất cả mọi thứ để có tiền để nó đi học với người ta. Nên tôi quyết định là đứng ngay cái trường học này, làm cái nghề này kiếm tiền, là mỗi ngày vừa đi làm vừa thấy con đi học cũng yên tâm chị ơi. Thì ông muốn làm thì ông làm, muốn bán thì ông bán. Khi không ông trùm cái con này lên trên người làm chi cho nó cực khổ dữ vậy. Tàn Danh nó vui mà, nó khoái con gấu. Ê, cái này khoái không tôi không biết nha, chứ tôi thấy ngày nào cũng đấm đá con gấu đó. Có chừng á, có chừng có ngày nó đá trong lội giò luôn à. Thì đó, nó thấy tôi thấy nó đá người ta nhiều quá nên tôi sợ, tôi quyết định là tôi mặc con gấu nào vô. Thà nó đá tôi chịu chị ơi. Thôi mà, mình người lớn mình chịu. Với lại
tôi cũng sợ nó buồn nữa. Sao buồn? Tôi sợ nó buồn, nó mắc cỡ với bạn bè, là có người cha là bán gánh hàng rong ở ngoài đường giống vậy, nên tôi phải ngụy trang vậy để nó không có mắc cỡ với bạn bè. Thấy mà ơi, thôi, được được hết á, làm được. Mà tôi nghĩ á, thằng Danh nó mà thấy cha nó cực khổ vậy á là nó tự hào dữ lắm, chứ nó không có mắc cỡ đâu, đừng lo. Nít mà chị ơi, nó dễ tủi thân lắm. Mình người lớn mình chịu sao cũng được hết, đừng bao giờ làm cho tâm hồn của con nít bị tổn thương. Thôi không sao hết, tôi làm được mà. Được không á? Được. Lẹ lẹ lẹ, sắp tới cái giờ về rồi, tụi nó ra giờ, đổ đậu luôn, lẹ lẹ. Ừ. Vì cha yêu con lắm đây, vì cha yêu con biết mấy. Tuy rằng cha lo lắng thế, nhưng lòng cha không thể nói. Để đôi khi con vẫn hỏi, vì sao cha nghiêm khắc mãi. Thà rằng cha như sắt đá, để mai này con thật thà. Quý vị, người trong vai gánh hàng rong đó là diễn viên Huỳnh Phương. Còn quý vị cũng đã biết người đóng vai con gấu rất là đáng yêu, đó chính là diễn viên nghệ sĩ Huỳnh Lập. Cảm ơn phần thể hiện của Công Danh, cảm ơn Lập rất nhiều, một ca khúc rất là cảm xúc. Bây giờ thì xin mời gia đình Hương Vũ chia sẻ đôi điều. Con rất là nam tính, rất là đàn ông, rất là mạnh mẽ, mặc dù con chỉ là một đứa trẻ. Đó là cái lợi thế của con khi con thể hiện những ca khúc mà cần phải khoe cái chất giọng nội lực của mình. Nhưng mà cũng chính vì cái sự mạnh mẽ quá của con cho nên là nó hơi bất lợi một chút xíu ở những đoạn mà con thoại. Theo cô, nếu như mà con thoại bằng cái chất giọng nó đời thường hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó không có dùng quá nhiều lực. Ví dụ như đoạn thoại đầu tiên, phải chi mà con thoại cái giọng nó nhẹ lại, nó đời hơn, nó gần gũi hơn thì mọi người sẽ cảm thấy thuyết phục hơn. Cô Ly sẽ đến chính liền, tại vì nãy cô Vân nói cô Ly không dám cắt ngang. Tại sao Danh là có như là nói mạnh mẽ như thế mà không phải? Em bé thực sự là cái bản tính nó như vậy. Bé này đã ngổ ngáo mà. Cho nên là cái đó là nói cố ý Vân ơi. Tại vì bé này đã ngổ ngáo lắm, ba thì cực khổ như vậy. Nhưng mà anh này ảnh vậy đó, ảnh ngang ngược mà ảnh vậy đó. Cho nên khi mà ảnh hiểu được cái câu chuyện của ba ảnh thì bắt đầu nó lại khác lại, nó lại thông cảm cho cha. Tại vì cậu bé này không phải là diễn viên, nên khi mà thoại nó dễ bị làm cho khán giả bị liên tưởng đến những nhân vật khác, cái cảm xúc nó đi khác. Thì lần sau mình rút kinh nghiệm. Tại vì á, Như hiểu là dựng cho mấy bé nhỏ rất là khó. Ông yeah. Mà dù sao cũng chúc mừng con, bởi vì con có một cái bài hát mà thể hiện rõ cái chất giọng của con và rất là hào sảng, một cái sự rất là đàn ông nam tính ở cái tuổi nhỏ của con thì rất là hiếm có. Cảm ơn con. Con cảm ơn cô. Em cũng chia sẻ một vài điều về bé Danh. Đây là một cái phần coi như là từ đầu đến tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên con được hóa thân vào nhân vật, để từ nhân vật đó con thể hiện cái bài hát đó, chứ không đơn thuần là từ đầu đến giờ mình cứ quậy, mình cứ sung, mình cứ thể hiện hết tất cả một bài hát với vị trí là một ca sĩ. Mai mốt mình phải thả cái hồn mình vào cái bài hát đó, thì cho dù bài hát khó cỡ nào đi chăng nữa thì mình vẫn mang nhiều cái cung bậc cảm xúc cho khán giả nhiều hơn, và mình sẽ thành công được nhiều hơn nha con nha. Thank you.
lúc còn học mưu sinh. Tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường, thời học sinh với nét đoan trinh, tươi đẹp như màu hoa sinh. Có đôi khi thấy buồn một mình, tâm hồn không phiền không sầu vì ai. Màu mặt thơ ngây, tóc xõa buông dài, lời yêu thương vẫn rót bên tai, nhưng lòng không hề yêu ai. Bên xuân xin ước hẹn ngày thôi. Bây giờ xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Dễ thương quá. Mà thật ra là cách truyền tải của con á rất là dễ thương. Tự nhiên thấy cái hình ảnh con bước đi á, của chú rất cưng mà kiểu như là cô Như với chú Huy có thấy là bé Ngọc Diệp bước đi cái dáng đi đó á. Đây nè, giống thì em đang nói với đề nè, lên mặc kimono đó. Đúng không đó, dễ hồi đúng nãy đúng là con. Em thắc mắc tại sao bé đi kiểu ủa đó. Là chị Ly là chị dẫn bé đi vậy đúng không? Không phải, tại cái nhịp nhạc đúng không? À, ý là con bé nó tính đi nhẹ nhàng rồi mà cái nhịp nhạc nó nên nó hơi chao đảo nhẹ cái như vậy. Không, không chao đảo. Phải. Nó đi gì nè, đi như là đi có nhịp nhật á. Bình thường con có đi vậy không Diệp? Con dục con đi ra chú chỗ chú Khang đi, con đi làm sao đó nó cũng có nhịp luôn á. Chắc là không quen không đi hướng rồi. Tôi để ý rồi, bé này toàn đi bằng mũi bằng chân mũi. Chứ không bao giờ đi bằng gót, đi cái kiểu mà nhón với chân không à. Con rất là dễ thương, ngay cả cái cách mà con làm cho mọi người mắc cười nó cũng rất là dễ thương, chứ không phải là cô chú muốn cười cợt con đâu. Đáng yêu lắm con. Có đôi chỗ trong bài hát này cô hơi lo là mặc dù là nói về tuổi học trò nhưng mà đây là cái hoài niệm của một người rất là lớn, nên cô cảm thấy là liệu mà cái cảm xúc của con nếu mà nó lên nữa thì nó có bị ướt át hay không. Nhưng mà may quá con đã điều tiết cái cảm xúc của mình, cho đến cuối bài hát con vẫn giữ được cái sự trong sáng hồn nhiên cần có của một bạn nhỏ. Nói về bài hát này thì khi mà hát lên thì ta sẽ thấy được hoài niệm. Và cái người có làm cho cái hoài niệm nó đẹp hay không, đó chính là con khi mà con truyền tải những cái ca từ trong bài hát này. Và rất là mừng khi mà tất cả các cô chú ở đây đều cảm giác thỏa mãn khi mà con mang đến cái hoài niệm đó cho tất cả mọi người ở đây. Và bên cạnh đó con vẫn giữ được cái hình ảnh trong sáng của mình. Cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn Ngọc Diệp. Chuồng chuồng đưa tin báo mà
về chốn xưa. Ngày xưa khi con gái ước mơ được cùng theo người, giờ đành ôm mong nhớ thương mẹ già xứ xa. Chúc mừng phần thể hiện của Quỳnh Anh. Rồi bây giờ đây thì ưu tiên cho gia đình nhà Ốc Thanh Vân với Dương Triệu Vũ sẽ nhận xét về tiết mục này. Hôm nay thì giọng hát của con, cô thấy nó vẫn ngọt ngào và rất là mềm mại. Nhưng mà cô chỉ có một cái cảm giác nó hơi cá nhân một chút, cô không có biết là có đúng hay không, thì cô hỏi thật con là có phải là ngay trong ngày hôm nay cái cảm xúc của con về bài này á, nó không được tròn trịa lắm không? Dạ, cô hỏi thật là như vậy. Bài này nó về một người con gái đã lấy chồng và nhớ mẹ, còn con thì con chưa có cảm giác đó. Có thể là vì lý do đó cho nên là cô cũng xin được thông cảm với con. Tại vì do cô cũng cầu toàn, cô cũng muốn là Quỳnh Anh đã tốt như vậy rồi, cô muốn tốt hơn nữa. Nhưng mà xin hỏi cô Như với lại chú Huy, có phải vì cảm gì hết hồn vậy? Thì hỏi tâm sự mỏng thôi. Có phải là vì đâu? Nội dung của bài hát là về một cô gái đã đi lấy chồng xa rồi nhớ lại, cho nên là Quỳnh Anh ngày hôm nay mới mặc quần áo dài màu đen không? Thật ra thì giống như đây là một cái câu chuyện của một người em gái hát thay lời của chị mình vậy. Bởi vì là bé Quỳnh Anh quá nhỏ đi để mà truyền tải một cái cảm xúc, một cái cảm giác của một cái người con gái ở bên nhà chồng rồi nhớ mẹ. Không có được, không thể nào được, không thể nào được hết. Như là bé Quỳnh Anh là cái người kể chuyện, vì thế là cái cảm xúc mà bé Quỳnh Anh đặt vào nó không phải là cảm xúc của người con gái đó, mà là một cái người đã nghe câu chuyện đó mà hát lên lời hát đúng cái góc nhìn của bé về câu chuyện này, nên vì thế mà nó không có cái sự mà bộ đồ cái quần đen rồi dạ. Rồi rồi từ để, đó đi kể xong đi dạ. Từ đó thì bé mới có được một cái sự liên kết với là stylist của bé. Ủa liên quan gì? Em nghĩ là nó sẽ không tuyệt vời nếu như mà nó là cái quần trắng. Và cái quần đen này nó làm cho cái bộ đồ này rất là đặc biệt, làm cho con chừng dạng hơn. Với lại lúc mà chị thấy nữa. Cái đoạn mà đánh ánh sáng vào vùng dưới chân á,
cái nếu mà buồn trắng sẽ phản qua lên mặt, hình như là mọc con quỷ, mọc con quỷ, mọc con quỷ. Vì thế mà khi mà mình chọn một cái tông tối ở phía dưới chân đó thì mình sẽ tôn vinh lực cái phần phía trên lên. Không đó. Em không sáng em ánh sáng lên. Người ta làm được giống hết như, giống như là gì, người ta làm cũng em được. Em nói cái bé gì ơi. Vậy chị ngăn em lại đi. Cưng ơi đi xuống đi nè. Dạ mời đội tiếp theo. Dạ dạ. Mới đầu cô cũng có cái suy nghĩ như có ốc, coi như cái độ mà gọi là chín mùi trong cái giống như cái tâm trạng nó chưa có, nhưng sau đó con lại thả tới những cái câu sau nó lại mềm và nó mượt và nó cái độ ngân của con nó làm cho cô lại dễ chịu. Sau đó cô mới thay đổi suy nghĩ là cô không đòi hỏi con hát ở một cái tâm trạng của một cái người con gái đó, mà con hát ở góc độ nó rất là trong sáng theo cái tuổi của con, thì cô nhìn ở góc độ đó thì thấy cái bài hát nó dễ chịu hơn. Chúc mừng tiết mục của con. Cô. Trời ơi, chị Tư đã nói hết những cái tâm can, những cái gì mà nó sâu hun hút trong cái nỗi lòng phèo. Được rồi. Và con ơi, thay mặt gia đình nói cái gì đàng hoàng cho con, người con ta ơi, đi tiếp. Thật ra thì cô chú rất là mừng bởi vì tụi con có sự tiến bộ từng ngày. Cái điểm mà mấy cô chú huấn luyện viên khác chỉ tụi con biết tiếp thu là tụi con sẽ tiến bộ ngày càng nhiều hơn nữa. Đó là cái điều mà cô chú rất tự hào khi mà có tụi con trong đội cô chú. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn chú. Cảm ơn Huy rất nhiều. Chào chú. Ừ, bây giờ con giới thiệu tên con cho các cô chú huấn luyện viên và quý vị khán giả được biết đi. Dạ, con tên là Huy Hậu, năm nay con 11 tuổi, con đến từ Bình Thuận. Wow. Các chú MTV có nhận xét gì về phần biểu diễn vừa rồi không ạ? Với thể trạng của con, chú nhìn là chú tưởng là con mới có khoảng cỡ 5-6 tuổi à. Con đã dạng dị đứng trên này. Tất nhiên là con, chú thấy là con có rất là rung, nhưng mà đã cố gắng hát cho hết trọn nguyên bài, cho nên là chú bấm để mà khuyến khích con. Rất bấm, tiếc, bấm cô bấm rất tiếc không kịp là tại Tiên vì không bấm nè. Không, cô Thảo không bấm, bấm nè. Không kịp là vì là chú bỏ tay. Bài hết nhanh quá làm cho cô bị sững sờ. Rất là tiếc là cô bấm không kịp rồi. Theo như luật chơi thì trong vòng
bao nhiêu phút đó các bạn thí sinh của chúng em á lên đây hát mà anh chị không bấm kịp á thì thôi, chứ giờ không biết làm sao nữa. Thôi nha, bây giờ mình về mình học thêm, mình cố gắng hơn. Đây là món quà chú dành tặng cho con làm kỷ niệm với chương trình. Và bây giờ chào quý vị khán giả đi nào. Xin mời Khải Như và Ngô Kiến Huy. Con rất là may mắn khi mà con vào tay của chú Vũ và cô Vân, bởi vì mỗi vòng con lột xác thực sự. Mặc dù hôm nay cô cảm thấy là hình như là cái giọng của con không được tốt lắm, con có vấn đề về giọng hay sao, cô thấy nó khàn khàn. Cô đúng là tinh tế, lúc nào cũng bắt đúng ngay cái nốt nhịp ấy. Cái mà điều Vũ lo lắng nhất bây giờ là cháu Phi Long, bây giờ là cháu 14 tuổi rồi đúng không? Dạ. Và nếu mọi người đều biết thì cái tuổi 14 là bể cái giai đoạn bắt đầu bê giọng. Trời ơi. Cho nên là bây giờ là đang rất là gấp rút để mà làm những cái bài hát sao cho nó trọn vẹn. Và chú đang cầu nguyện để giọng con từ từ hãy bể. Con rất là đa năng, dòng nhạc gì con cũng có thể chinh phục được. Và ngày hôm nay khác với những lần trước, không có trẻ trung, không có năng động, mà thay vào đó là sự khoan thai. Con bước ra một cái là chú thấy được cái hồn của Việt Nam. Tuy là cái giọng của con đang dần dần bị vỡ, nhưng mà chú nghe cảm giác là con không có khó chịu. Nghe rất là vô cái lỗ tai mình, nó thấm vào trong lòng của mình á. Nghe con hát xong, chú thương con và chú thương cái nước Việt Nam này vô cùng. Dạ ơn, cảm ơn chú ạ. Chú phải nói một điều về Phi Long á, là con không phải là người mà có giọng hát đặc biệt nhất hoặc là tuyệt vời nhất trong đội, nhưng con là người cố gắng nhất, rất là chăm chỉ. Và cái đó là một cái điều chú rất là thích ở một đứa trẻ mà biết ý thức về nghề nghiệp và ý thức về cái trách nhiệm của mình. Cho nên là chú cảm ơn con đã làm cho cô chú rất là hạnh diện với tiết mục này của con. Chàng trai của chúng ta hơi ngô, tuấn tú, hát hay, hiền lành, dễ thương. Hai em đứng cạnh nhau mà nhìn chặt nhau chỉ chừng 1-2 tuổi thôi.
giờ đây thì Khánh Linh và Minh Ngọc, xin cảm ơn vũ đoàn Việt Hải, cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, Khánh Linh và Minh Ngọc, hai cô bé rất là xinh xắn của đội huấn luyện viên Cẩm Ly và Huỳnh Lập đã mở màn cho tiết mục của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin được ưu tiên cho gia đình nhà của Ốc Thanh Vân cùng với lại anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời anh Hưng ạ. Xin chào các con. Con chào chú ạ. Trước tiên là phải khen là hai đứa con rất là đồng thanh đồng thủ về ngoại hình, chiều cao và cả sắc vóc. Bài hát này được dàn dựng
rất là công phu ha, đầu tư nhiều, làm cho người ta phải không thể rời mắt khỏi được cái sân khấu. Bài hát này nè, có một cái quãng khá là rộng ha, từ thấp thì thấp và cao thì cao, tất cả những nốt cao tụi con đều sáng chói và đẹp và lướt nhanh nhẹ nhàng. Giọng của Khánh Linh á, âm thanh con đặt rất là chắc chắn, rất là mạnh ha. Chú thích cái cách mà đặt âm thanh của con, nó lả lướt và nó dày và nó bản lĩnh. Minh Ngọc của con giọng mỏng hơn một chút xíu, nhưng mà cái độ mềm và độ bay á, nó đúng với cái tinh thần và cái cốt cách của con. Nói chung là cả hai đã làm cho bài hát này nó có một cái sự khoan thai, dịu dàng và có cả cái sức trẻ của cái bài phối. Khi mà ở phía sau dồn nhịp lên rất là nhiều, thì đây là một tiết mục vừa mang thành công, vừa mang lại cho tụi con một dấu ấn rất đẹp trong tiết mục vừa này. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn chú. Và bây giờ xin mời gia đình vùng cao chúng ta chia sẻ. Chú biết tụi con từ tập đầu tiên rồi, vì thế là chú biết là bài hát này sẽ không làm khó tụi con được. Chỉ một điều là tất cả những cái dàn dựng giọng ca của tụi con nó đã quyện làm một, làm cho cô chú cảm thấy đây là một cái bài hát để mà giới thiệu về rất nhiều cảnh đẹp, và làm cho tất cả những bạn trẻ nghe xong bài hát này là muốn xách ba lô lên và đi. Cảm ơn chú. Đội của bạn Quỳnh Lập cũng như là chị Cẩm Ly đã chọn một cái múa đối với Như nó khá là đơn giản so với cái bài hát này, nhưng nó lại làm cho cô có cảm giác cái giọng hát tụi con á giống như là cô đang ở trên cái flycam á, nhìn từ trên xuống. Flycam tới flycam luôn. Dạ, nhìn sắp là cái máy bay mà bay trên trời đúng không? Cảnh tại vì nhìn nó đĩa bay quá như thế này. Anh muốn hỏi là gia đình mình có cái đĩa bay á, mình hình dung cái đĩa bay cho nó dễ. Nó đã nói là giọng hát vậy là ý của ý chị Như á. Chị Ly ơi, chị ngăn cản bé lại đi chị Ly. Bay 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 gì nè, bay gì nè. Xin lỗi mọi người. Anh Hưng hơi bị sốc đúng không anh? Cái gia đình này là hờ nhờ là gia đình là hơi nhây mà hờ nhờ, nhờ hờ cũng là hư nhất luôn là gia đình đó đó. Dạ. Chúng con xin lỗi cô. Dạ. Để con dàn dạy bạn lại. Ừ. Nhưng mà anh thấy dễ thương. Đó. Bây giờ mình lắng nghe cái gia đình điềm đạm nhất nè. Xin mời cái gia đình điềm đạm nhất chia sẻ, mình ở đồng bằng nè. Dạ em này cũng điềm đạm chứ không có gì mà phải giữ dầu hết trơn á. Nó vậy, nói chung bài hát này hay thôi. Nãy giờ là các cô chú cũng khen con hết trơn á. Trời rồi bây giờ chú không biết nói gì hơn nữa. Hai con đã thực sự trưởng thành và chú cực kỳ tự hào về hai con. Rồi. Cảm ơn chú. Dạ đây nghe người phụ nữ cài hoa chia sẻ nè. Cô hơi bất ngờ là hai đứa đã làm quá tốt theo cái dự định của cô. Và cái sự mượt mà cả hai đứa, những cái khiếm khuyết ngày hôm qua như thế nào thì hôm nay tụi con khắc phục hết. Và rất là duyên dáng, và một cái kết khi hôm qua mới vừa chỉ thôi, hôm nay làm rất đúng là đẹp vô, nhìn, ha, nhìn lên rất đẹp. Sau này con xem lại con thấy nó rất là đẹp. Và đúng như là Như nói, tức là cái bài múa này nó rất là đơn giản, và cái trang phục áo dài trắng nó cũng rất là đơn giản, nhưng chính vì thế nó cảm thấy nó làm cho mình thấy cái sự mượt mà nhẹ nhàng thanh thoát trong cái ca khúc này. Và nghe ca khúc này là thật sự cảm thấy yêu đất nước Việt Nam mình vô cùng. Đó. Chúc mừng con. Chị Ly chia sẻ một cái người ta thấy được cái hình ảnh đẹp liền. Còn chị chỉ nói nãy giờ một vòng chị không hiểu vô được cái vấn đề chính. Đó là sự khác biệt giữa ca sĩ và nghệ sĩ kịch. Hai. Hề. Hước. Xuất sắc quá. Dạ. Rồi mình chào Như Hoa Hậu Đăng Quang bước vô cái nè. Hai, ba, Hoa Hậu chào sao con? Đúng rồi. Rồi cảm ơn hai con, và hai con vô trong. Thank you.
Vân đến từ Đắk Lắk ạ. Ôi trời ơi, mà sao con hát hay dữ vậy, con tập hát lâu chưa? Dạ con tự hát ở nhà chứ con chưa đi học lần nào. Wow. Ôi trời, làm dễ sợ. Cái giọng này đúng là giọng của miền cao rồi đó, nó cao vút luôn. Ở nhà ai dạy con hát, ba mẹ có dạy không? Dạ không phải ba mẹ mà con tự hát. Ủa con tự hát hả? Tự tập luôn. Là con nghe nhạc ở trên truyền hình rồi cái là con tập hát theo hay sao? Dạ đúng rồi. Đúng rồi hả? Con tập nhiều bài không hay là có một bài này? Dạ con tập mà cỡ khoảng mấy bữa mà con chưa thi, là con tập chỉ quen thấy bài nào hay con mới tập, nhưng bây giờ thấy gấp gáp quá con tập 10 bài rồi. Ôi trời ơi, gấp gáp con phải tập 10 bài hả ba? Con thấy là gấp quá, con tập sơ 10 bài thôi. Con ngoài bài này thì con tập bài nào khác nữa đâu, hát cho cô nghe một câu coi. Con hát bài Giấc Mơ Trưa. Rồi thử cho cô nghe một câu nha. Chứ ngủ nha, chứ ngủ nha. Rồi. Em nằm em nhớ một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng cánh đồng xa mờ, cánh cỏ nghiêng cuối trời. Em gửi nơi ấy một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh, đó là chân trời hay là mưa cuối trời, và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em bên dòng sông vắng. Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm, người đã quên đi những lần em buồn. Từng dấu chân xưa trên đường em về, giờ đã người đã đi qua những lời em kể. Này giấc mơ chưa bao giờ em về. Một tiếng chuông chùa. Trời ơi, cô ngưỡng mộ con quá đi con. Tại vì con có ba ngôi sao rồi thì chắc chắn con sẽ bước vô vòng trong rồi. Thì hy vọng là cô sẽ gặp con những cái vòng sau mà khi mà chọn giám khảo đó. Thì con nhớ chọn lại cô thả nha. Thính con rồi. Thả thính rồi. Nói vòng này thôi mà, nó nói vòng sau rồi. Tại vì dễ thương rồi, quá, giờ sao, giờ thích quá, giờ sao. Em bị bấm trước cái nha, Thảo nha. Con có một chất giọng rất là khỏe. Mặc dù là đôi khi con không có điều tiết được á. Nó thấp hơi mờ thôi. Nhưng mà mấy nó cao hay lắm. Những cái chỗ mà phiêu quá đó, nó hơi cao cao. Nhưng mà cái vấn đề đó thì còn xử lý không dài sao, dài tại sao là nhưng mà bé tự tập ở nhà mà, cho nên là mình có thể chứ không hát được. Mà hát vậy là hay lắm rồi, rất là khỏe. Đúng rồi, với lại cái cách nhạc nhịp nhịp cái chân thấy ghét lắm. Cô Thủy Tiên thấy sao hả cô? Cái cao độ của con làm cô liên tưởng đến chú Bằng Kiều tí hon. Và cô rất là hy vọng là sau chương trình này sẽ gọt giũa con. Và càng lớn lên thì cô sẽ được thấy một ngôi sao. Tại vì những cái ca sĩ nam á, thường ít có ai mà có thể hát cao vút 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 như vậy lắm. Và khi mà cô nghe được con thì cô rất là có một cái niềm hy vọng và một cái tương lai tươi sáng. Nhưng mà sau cái bài hát vừa rồi của con á, thì đến cái đoạn mà con hát cái bài Giấc Mơ Trưa thì nó chắc có lẽ là cái thời gian tập ngắn mà con chưa có tập cho cái bài này nhiều, cho nên nó gấp, không gấp được à, tập hơi gấp. Dạ gấp là à. Con lên đây khoảng mấy ngày nay rồi là con mới tập bài đó thôi cô. Đã hả? Con một trong mười bài thời gian rồi cô. 10 bài cho nên là hơi gấp quá, cho nên lên nó hơi bị rung chút xíu đúng không, chứ nó không có thoát mà. Bài nào cô đang bài... nói bài nào? Bài Giấc Mơ Trưa hả? Bài Giấc Mơ Trưa, bài đó đâu có thi đâu, con đang hát chơi mà con mắc khoáng mà. Nhưng mà khoáng chứ nói chưa xong. Và đặc biệt là cái biểu cảm của con khi mà diễn á, nó rất là dễ thương và rất là, hình như là nó cũng rất là chú Bằng Kiều thì phải, bỏ mi qua đẹp đây, bỏ tay hơn qua kia. Chú Bằng Kiều đẹp trai hơn đặc, hả? Đẹp, đặc biệt là có cái mục rồi duyên ở đây nè. Có gì hả? Mục rồi duyên. Thôi cười cái miệng duyên lắm. Nhưng mà nói chung thì con cũng đã nhận được 3 sự đồng thuận từ các vị huấn luyện viên. Chúc mừng con chỉ là thí sinh tiếp theo bước vào vòng trong của Ai Sẽ Thành Sao Nhi. Mà không có biểu cảm gì hết vậy con? Con định nói gì? Con cảm ơn các cô chú huấn luyện viên. Trời ơi, dễ thương quá, ẩm đi vô, ẩm đi vô.
giày này vậy? Hả, ai mai cho con bỏ giày đẹp quá vậy? Cô con. Cô con, rồi ai làm tóc cho con vậy? Ai làm tóc như đám cưới nè? Rồi quý vị ơi, bé run quá à, cho bé một chàng pháo tay cổ vũ tinh thần nữa không ạ? Rồi, con ơi, con giờ con giới thiệu giọng dạc, tự tin, tên, tuổi, quê con ở đâu cho các cô chú nghe đi. Dạ, con tên là Nguyễn Thục Trinh, con đến từ Hà Nội ạ. Con 9 tuổi. Con rất là dễ thương. Các chú MTV có cái lời nhận xét gì với con không? Chú rất là thích bài hát này. Từ hồi nhỏ, hồi bé xíu chú bằng tuổi con, chú đã nghe cái bài hát này rồi. Và hôm nay thì được thấy lại cái hình ảnh đó, thật sự là chú rất là xúc động. Có thể là bài hát này thì nó sẽ cần rất là nhiều cái trải nghiệm để mà hát được. Tức là con phải lớn hơn một chút xíu nữa, con sẽ cảm được hết cái ý nghĩa của cái bài hát để mà con hát tốt hơn. Nhưng mà ở với độ tuổi của con mà gọi là mạnh dạn để thi bài hát này thì cũng là một điều đáng khích lệ rồi. Và chú hy vọng cho dù hôm nay con có thể là chưa được thành công như ý muốn, nhưng mà con sẽ tiếp tục rèn luyện để cho những cái cuộc thi sau con sẽ có những cơ hội, lúc đó sẽ được gặp lại con một lần nữa trong cái áo dài rất là xinh đẹp. Nhưng mà chú thấy là con dễ thương lắm nè. Giờ chú đem con một con voi mà màu hồng y như cái áo con đem ra tặng con nè, kỷ niệm với chương trình. Mà khi mà nãy chú ngồi với chú coi con hát mà con mắt con nhắm tịt lại nè, cưng ơi là cưng, dễ thương vô cùng. Con hãy giữ cái sự dễ thương này, chú chắc chắn là quý vị khán giả cũng sẽ thương con giống như là quý vị ở đây thương con vậy đó. Vậy ha. Rồi bây giờ con chào các cô các chú, rồi con về với bố mẹ con nha. Đến cuối bài đó, đến lúc mà con nức nở đó, cô kềm lòng không nổi cho nên là cô bấm
mình cảm động thiệt mà đúng không chị? Dạ, tài năng, một tràng pháo tay cho con đi. Cảm động. Thực ra bài này là cần phải cái cột hơi phải vững lắm, nhưng mà bài này thì con hát nó hơi bị hụt hơi một xíu. Cái cao độ á, con cũng cho nên là con sẽ cần một khoảng thời gian để mà con trau dồi thêm về cái hơi của mình, về cái cao độ của bài hát. Cho nên lúc nãy là tụi vô là lắng nghe thì có nhiều cái chỗ nó hơi chênh vênh, nên là nghe tới cuối bài để xem như thế nào, cho nên tụi chú chưa có bấm là như vậy. Cô Tiên có binh vực gì không cô Tiên? Thực ra là khi mà bé chọn bài miền Tây á thì bản thân Tiên cũng là một người miền Tây. Chị là người Kiên Giang đúng không? Đúng rồi, cho nên là nghe những cái giai điệu này thì mình có một cái cảm xúc rất là nhớ về quê của mình. Mặc dù là ở cái đoạn thấp và cái đoạn cao của con chưa có tự chủ được cái cao độ của mình, và con đoạn thấp là con bị rất là phô, chưa có đúng cái nốt, từng nốt mà con hát con vẫn còn bị rung, và con bản thân con đứng trên sân khấu thì rất là thiếu tự tin, nhưng mà cô vẫn muốn bấm để động viên con, là để cô sợ là nếu mà cô không bấm là con không có tự chủ được và con sẽ hư đến cuối bài luôn. May quá cô Thảo đã bấm rồi thì thôi đừng khóc nữa con, vào rồi chứ chưa. Cô Tiên là thương con lắm đó. Đúng rồi, chạy lên mà không mang guốc luôn nè. Con nhìn cô Tiên nè, đi chân không chạy lên ôm con luôn. Cô Tiên nhớ quê cho nên đi chân đất. Mà không sao, bây giờ là con đã có sự đồng thuận của cô Tiên và cô Thảo, đồng nghĩa với việc là con cũng sẽ bước vào vòng trong của Ai Sẽ Thành Sao Nhí. Cười cái chúc mừng đấy nè. Rồi, cảm ơn con nha, cảm ơn cô Tiên. Còn bây giờ mời con bước vào phía trong. Ngày xưa thương nhớ lại đông
cạnh con ngồi trong hiu quạnh. Trời đẹp nắng lên, mái lá nghèo không còn giá lạnh. Theo hương khói bay bay, trời sao bài cánh lá lai cho quan nghẹt lắm tay. Giông bão chỉ một ngày mà bao nỗi đắng cay. Và đó chính là Trung Hậu. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Con biết là lúc con hát á, cô Hương phải kêu hết cả mọi người nhìn giùm tôi có thằng bé hay là một cái ông cụ 60 mấy tuổi bận bộ bà ba đứng hát. Cái giọng con nó già tới như vậy mà điều quan trọng là con giống cực kỳ Hoài Linh đó, con biết không? Bận cái bộ bà ba nâu ốm tông ốm teo đứng ở trên cầu, tôi lo hết sức, tôi sợ gió rớt ông xuống dưới rồi ông đi lẩn thẩn ông xuống đây ông hát. Tôi cứ hỏi nó chắc nó 60 mấy rồi. Chiều tới cái ngày mà chiếu cái này nè, cô cầu mong cho nó mưa thiệt, rồi ngồi ở nhà rồi mở con lên con hát. Con cảm ơn. Nhưng mà điều quan trọng nữa là cái vũ đòn của con diễn sâu lắm, con biết không? Cầm cái cây chống chống đi lum khum như nè. Thấy thương quá. Mặc áo tơi cho vừa lòng. Nó ra đó nó nằm bẹp xuống. Trời đất ơi. Rụng tim. Không còn gì để nói nữa. Chắc đè hung. Con trai xuống cho tôi hung cho cô cái đè. Cô hung hung một cái con. Con ở đâu? Dạ con ở An Giang. An Giang hả? Trời ơi cho cô bắt tay con cái nghe. An Giang ở khu vực nào con? Con ở chỗ nào của An Giang? Dạ con ở Kinh Đào. Kinh Đào hả? Kinh Đào chú nghĩ hay về An Giang lắm. Chúc mừng quê hương An Giang. Có một thằng nhỏ thật thà dễ thương, hát hay đụng nóc nha. Nghe thôi con. Thôi chị để con. Cô đăng trai xin mời cô. Với những cái màu sắc âm giọng như thế này á, là nó lợi thế về cái âm vang sáng, bởi vì đây là giọng tenor, giọng cao, thành ra là chắc chắn là sẽ bị bất lợi ở những nốt thấp, nốt trầm. Cho nên thứ nhất là mình chỉnh cái tông của bé, thứ hai nữa là tụi con phải qua nhiều thời gian 5 tháng thì tụi con lớn lên, cái giọng của tụi con sẽ đầy đặn hơn, cái đó là tự nhiên thôi. Còn riêng cá nhân cô thì cô thấy hôm nay con hát rất là cảm xúc, có những cái giọt nước mắt ở trong câu hát của con, hiểu được cái nhân vật của mình, cái bài hát của mình. Con có cái ưu thế hơn các bạn, đó là con hát được cải lương. Vậy thì cô khuyên con nên tự tin lên. Bạn nào ra sân khấu cũng giống nhau thôi. Mình có lợi thế thì mình phải hiểu được cái lợi thế của mình để mình càng tỏa sáng hơn nha con. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Cảm ơn ban giám khảo. Một tràng hô tay cho Trung Hậu. Chúc mừng con. Mời con vào trong. Và lần này Hương Hương của chúng ta sẽ quay trở lại với thử tài siêu nhí vòng bán kết như thế nào. Hãy cùng nhau theo dõi. Xin mời.
không? Sao vậy? Sinh nhật của công chúa gì mà buồn hiu à. Không có ông bà nội, không có gia đình bác hai, và không có mẹ nữa, sao vui? Có mà, tại vì cha không có tưởng tượng thôi. Bây giờ cha nhắm mắt lại đi, và cha thấy liền à. Nhắm mắt là thấy liền hả? Không có hí nha. Đó, cha thấy chưa? Ông nội nè, bà nội nè, gia đình bác hai nè, anh hai nè, mẹ nữa. À, thấy rồi, thấy. Thì là cha vui rồi đúng không? Cũng không có vui. Sao vậy? Tự nhiên sinh nhật công chúa mà bắt cha làm chú cụi. Thì cha muốn làm cái gì? Làm hằng nha. Ý, đâu có được. Cha là đàn ông, làm sao mà làm hằng nga được? Chứ sao công chúa làm hằng nga được? Tại vì công chúa đẹp, với lại công chúa là con gái nữa. Ăn gian, nghỉ chơi. Thôi. Sao hôm nay sao cha buồn quá vợ? Không chơi cái đó nữa đâu. Vậy mình không chơi cái này thì mình chơi cái khác nha. Chơi gì vậy? Mình chơi làm phụ dương công chúa nha. Thích làm phụ dương á? Là làm phụ dương là làm cha hay gì? Được quyền ký đầu. Nhưng mà với một điều kiện, cha phải ăn hết tô cơm này. Thôi không ăn đâu. Ăn đi mà. Thôi không ăn. Ăn đi công chúa thương. Rồi cha hãy miệng ra đi. Ngán quá. Hai phụ dương, để tô cơm xuống đây chút xíu mình ăn nha. Hay có nè, nằm đi. Im lắm đó nha. Coi vậy mà phụ dương dễ ngủ thiệt. Làm bộ á. Thôi ngủ thiệt đi. Nhưng mà lấy cái gói này ra đi, lấy gói kia đi. Chứ vậy là đau cái gói công chúa đó. Trời ơi, cái gì vậy? Hưng hưng. Dạ. Cha con đang ngủ. Quên. Sao? Cái này. Trời ơi, thì sao bán trâu lòng cả buổi không thấy bay đi ngang qua bán vé số. Cái sao lo quá, sao hòa đi, sao còn... Trời đất ơi con ơi. Bây giờ là 3 giờ mấy chiều rồi mà cầm một cọc vé số, sao không đi bán đi? Nãy con định trả vé số mà con thấy cha con sốt cao quá, con không biết làm sao hết. Trời ơi, cái mặt quá kìa. Thôi bây giờ bán kịp gì nữa, đi ra trả đại lý đi con. Sau này sau cạnh ổng giùm cho nghe. Dạ con cảm ơn Sáu. Đi lẹ đi. Ê, quên hưng. Dạ. Trời ơi, sao quên hỏi con nữa. Bé kêu gì sao cũng nghe, bé biểu gì sao cũng làm trơn. Tự nhiên kêu dắt về cả đống rơm. Sao tưởng là hôm nay là bay là đem về để trang trí Noel. Trời ơi, tao dắt về cả đống ai nhà, bay làm cái gì vậy con? Sao thông cảm đi, gia đình neo đơn mà. Để dạy cho cha con thấy ấm cúng. Trời ơi, ấm không con? Ấm. Thôi con đi trả nha. Đi trả đại lý đi. Ê. Con ngủ thiệt chưa vậy? Dạ thiệt, hồi nãy còn ngáy nữa mà. Trời ơi, hôm bữa hổm cũng bay này nhớ không? Bay nói ông ngủ rồi, sao qua sao canh nhà giùm. Trời ơi, tao đang quét nhà vậy nè. Cái ông ngộn bực vậy. Quay qua, ông nhìn thẳng vô mặt Sao. Ông giật tay Sao. Ông mở miệng, ông nói: Công chúa. Trời ơi, sao biết hay vậy? Thì ngày nào á, việc đầu tiên cha con thức dậy cũng đi tìm công chúa hết. Cha con thương công chúa lắm. Sáu. Hả? Sáu cầm những con cọc giấy số này đi Sáu. Cầm đi. Cầm nè. Rồi mỗi ngày con qua nhà Sáu con ăn cháo lòng chừ. Ủa sao vậy? Thì nãy giờ con định trả giấy số mà Sáu đâu có cho con đi trả đâu. Thì giờ Sáu ôm giùm con chứ sao? Trời ơi, lanh quá à, lý sự quá. Thôi đi trả lại đi lẹ đi bà ơi, trễ giờ. Đi lấy lên. Dạ. Ê chết, trời sắp chuyển mưa rồi đó con, đem theo có mưa. Cháy nhà bà con ơi, gia đình tôi vợ con tôi còn ở trên gió đó. Cứu đi, Mình ơi. Mình ơi, em nè, Mình ơi. Cứu đi nè. Mình ơi, đỡ lấy con Mình ơi. Mình ơi. Tôi cho con nè. Công chúa.
sợ, con đừng sợ. Công chúa với cha này cha. Công chúa được cứu sống rồi, không sao đâu. Minh. Hả? Lại đây. Ở đây nè. Sao mình gan quá vậy? Dám nhào vô lửa cứu con, rồi rủi mình có phỏng, rồi mình có cái gì thì sao? Hả? Là gia đình mình không ai bị sao hết trơn là vui rồi. Cha, cha tỉnh lại đi cha. Đây là gì sao? Không phải mẹ đâu cha. Mẹ mất lâu rồi. Cha nhớ không? Cha còn nói với con á, ngày đó là ngày sinh nhật của con. Cha đi mua bánh kem, nhà mình bị cháy, mọi người đều kẹt trong đám cháy. Vì mẹ thương con mà mẹ đã mất rồi. Ủa, thì đúng rồi, cha đi mua bánh kem về là phải có ông bà nội nè, gia đình bác hai nè, rồi có mẹ nữa. Rồi đâu hết rồi hả? Mọi người ở đây nè cha, đây là ông nội, còn đây là bà nội, còn đây là gia đình bác hai, còn đây là anh hai, còn đây là mình. Cha ơi, ngày hôm qua con có mơ mẹ về. Mẹ nói con á là không có được khóc, con phải cười để nuôi cho cha nữa. Mẹ ơi, con thương cha lắm, mà cha cứ dậy hoài à. Con không biết làm sao hết. Mẹ nói gì với cha đi mẹ. Em đi 3 năm rồi mà lòng em còn lo lắm. Mình cứ ngây ngây dại dại vậy hoài thì cuộc đời của con mình sẽ ra sao đây? Mình tỉnh lại, mình lo cho con nha mình. Hãy ráng vì con, vì con mà tỉnh lại nha mình. Mình ơi! Cha đang ở đâu đây? Chị Sáu. Chị Sáu bán cháu lòng nè. Trời ơi anh Năm ơi, anh tỉnh lại anh Năm. Trời ơi. Chỉ trong một đêm mà gia đình tôi đã bỏ tôi đi xa hết rồi. Cha làm con khổ nhiều lắm phải không con? Ba năm mà anh đổ bệnh, con nhỏ nó nghỉ học đi bán cái số nuôi anh đó anh Năm. Đất ruột lắm. Cha xin lỗi con, cha làm khổ con nhiều quá. Con thương cha lắm, chỉ cần cha tỉnh lại chuyện gì con cũng chịu được hết. Cha phải tỉnh, cha phải tỉnh, cha hứa cha tỉnh hơn rồi, cha tỉnh. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Cha con tỉnh rồi cô chú. Cô chú ơi, cha con tỉnh rồi. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Các bạn ơi, hôm nay Hân vui lắm. Hôm nay cha Hân tỉnh rồi. Cảm ơn các bạn suốt thời gian qua để chăm sóc cho cha Hân. Tạm biệt các bạn. Trời ơi, được rồi, đến sáng tôi dẹp hết cho, không có để bên này trong nhà nữa. Xin trân trọng dành một tràng hô tay cho tiết mục của Gia Hân ngày hôm nay. Và một tràng hô tay lớn hơn nữa cho sự hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc cùng với nghệ sĩ Trang Tuyền và vũ đoàn Phương Việt. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ rất là nhiều.
Không biết là cái cảm giác của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc khi được quay trở lại với Thử Tài Siêu Nhí và hỗ trợ cho bé Gia Hân ngày hôm nay thì cảm giác của anh như thế nào ạ? Thử Tài Siêu Nhí là một cái nơi đã cho tôi tinh thần trách nhiệm đối với nghề, đối với các thế hệ nối tiếp sau này. Tôi đã xem Thử Tài Siêu Nhí mùa 3 và tôi thấy bé có những cái điều làm cho chính bản thân tôi cảm thấy là tôi thán phục bởi những bạn trẻ mà yêu nghề và bạn đến với cái con đường nghệ thuật bằng cả cái sự hồn nhiên trong sáng, và bên cạnh đó là một cô bé thật là thông minh làm cho tôi cảm thấy rất là xúc động. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hữu Quốc rất là nhiều. Con trai Tuyền thì sao? Hình như là cũng đồng hành với Gia Hân rồi đúng không? Thực sự là mỗi lần nhìn Gia Hân thì giống như là mình hồi xưa vậy. Cái nghệ thuật nó nằm ở trong á. Nhưng mà em thì không có được cơ hội là từ hồi nhỏ, cho nên là nhìn thấy Gia Hân là thấy vui. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các nghệ sĩ. Một tràng hỗ tay cho nghệ sĩ Hữu Quốc và Trang Tuyền. Bây giờ mình lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Dạ. Xin mời anh Đại Nghĩa trước ạ. Hôm nay con quá may mắn khi cái vòng thi quan trọng này con lại được sự hỗ trợ từ một bậc thầy có thể nói là rất là giỏi trong cái việc dẫn dắt cảm xúc của người xem, đó là nghệ sĩ Hữu Quốc. Còn bé Gia Hân, một cô bé còn nhỏ như vậy mà con sống với nhân vật của con, nó như là chính bản thân con vậy. Nó thật trong trẻo, nó nhẹ nhàng, nó không một chút gì gọi là lên gân hay là mình phải cố gắng để mình diễn cho ra cái sự dễ thương. Tất cả một cái nó xuất phát từ trái tim. Mà cái điều này nó rất là quan trọng với một người làm nghệ thuật. Nó chính là cảm xúc. Nếu như chúng ta thật sự không có cảm xúc với cái vai diễn của mình, với những điều mình đang làm trên sân khấu, thì chắc chắn là cái cảm xúc nó sẽ không bao giờ nó truyền tải được tới người xem. Dù cho trên sân khấu mình có gào, có thét, có khóc, có la cỡ nào đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi. Và con thì một cô bé còn quá nhỏ, mà con đã làm điều này như hơi thở của chính mình. Chú chúc mừng con điều đó. Cảm ơn con rất nhiều đã mang đến cho chú cũng như tất cả mọi người những cái cảm xúc nó đông đầy và nó ngọt ngào như thế trong cái câu chuyện vừa rồi. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Cảm ơn chú. Tiếp theo xin mời cô Việt Hương ạ. Khi mà chú Hữu Quốc vừa bước ra, cô rất lo. Chú có cái bản năng sân khấu riêng và chuyên trị những cái vai như thế này. Nhưng mà con hoàn toàn lướt luôn. Con cứ nhẹ nhàng đi tới đi tới. Cô chỉ sợ con làm nó dư hoặc nó thiếu thì nó sẽ không hay. Nhưng mà con làm vừa đều vừa đủ, giống như trong một cái vở kịch nó không có bị một cái miếng nào dư lố. Con là một đứa bé có khả năng bẩm sinh. Vào chương trình này con không bị các cô chú ép thành người diễn viên. Cứ thả lỏng từ đầu mùa tới bây giờ. Cô Việt Hương coi con hồi đầu không đậm lắm, càng ngày càng đậm, càng đậm, càng đậm. Và vào tới đây, ngày hôm nay kỹ thuật phải rất cao để vừa tầm với chú Hữu Quốc là không phải chuyện thường. Thì con làm cho cô Việt Hương rất là nhẹ nhàng để bước vào. Nói chung là tiết mục này không nói gì được nữa hết. Rất là xúc động, rất là nhẹ nhàng. Còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Cũng như là tất cả quý vị khán giả của Thử Tài Siêu Nhí biết là nghệ sĩ Hữu Quốc rất là quen thuộc với chương trình này. Nhất là trong mùa 1 là với vai trò một ông năm mà để cho bao nhiêu khán giả nhớ tới. Với con ngày hôm nay, kịch bản rất là gãy gọn, rất là tốt. Và cô cảm thấy con rất là thông minh. Con chưa bao giờ rớt nhịp trong tất cả các vai diễn của con. Trong chương trình này con giữ phong độ rất ổn định. Và ngay cả khi mà con nói bị lấp, cái chỗ mà đưa cái vé số đi ra trả về đó, con nói lấp nhưng con vẫn rất bình tĩnh để mà con điều chỉnh nó một cách vô cùng là chân thật. Cho nên cô cảm thấy bé Hân là một trong những nhân tố cực kỳ hiếm hoi của không chỉ Thử Tài Siêu Nhí mà cho làng kịch của Việt Nam. Xin chúc mừng con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Hồi nãy trong vở kịch của con có một cái chi tiết là hôm nay là sinh nhật của con đó. Ba con đi mua bánh sinh nhật cho con đó. Thì hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của thầy Quốc Đại của con. Hãy tới ôm thầy và hôn thầy một cái. Nào. Rất là áp lực bởi vì tập ca cho con là một cả một cái quá trình rất là gay go. Và hôm nay là thầy cảm thấy là tự hào về con. Ở cái vòng này thì thầy đã nghĩ là mọi người sẽ làm rất là hoành tráng và dữ dội, nên thầy đại sợ và cũng làm cho con một cái chiều sâu nhiều. Không may cho con là hôm nay là cái ngày thi rất là nhiều của con ở học kỳ, và sáng con đã đi thi, rồi chiều con đi thi, hôm nay là con phải thi tới 3 môn. Và con vừa tới đây lúc khi mà tiết mục thứ 4 thì con mới tới đây được.
và con chuẩn bị thầy rất là lo, bởi vì sợ là cái tâm lý con không có đủ, nhưng mà thầy cảm ơn con rất nhiều. Coi như ngày hôm nay đây là một món quà dành tặng cho thầy Quốc Đại ha. Và chúc cho thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sự hạnh phúc và đặc biệt là niềm tin vào các con. Thôi vô trong, chờ kết quả của ban giám khảo con nha. Vỗ tay cho em vô. Mời ba anh lên đây quánh trống. Mời ba chị lên đây luôn. Đó. Ba cô còn lại hát chung nha. Thưa quý vị, ban nhạc của chúng tôi vừa mới thành lập được cách đây 3 phút. Xin giới thiệu ban nhạc ba con chuột. Rừng núi giang tay nói lại biến xa.
trọng. Bình tĩnh chú ơi. Của Alexander Ngô Kiến Huy, thuận guitar Jennifer Lopez, Thả Như. Phần đệm guitar bass phụ xin được giới thiệu Justin Bieber, Leonardo, Quỳnh Lập. Cùng với phần thể hiện của nhóm bè Ca Đi Lết. Cảm ơn các bạn, quá tuyệt vời. Các bạn có thể có một cái tiết mục mà chúng tôi nói là ghi dấu ấn trong lịch sử nhạc rock. Thằng nhỏ quánh muốn lầu chỉ tay, hỏi sao không kêu gối mền chăn ra niệm. Lần đầu tiên trong lịch sử đánh nhạc rock, thưa quý vị, mệt là có gối ôm, gối ngủ, chăn và ra luôn để rock hơn. Với phần thể hiện rất tuyệt vời của ban nhạc Ba Con Chuột, chúc mừng các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ nhận xét nha. Chú thấy là nó rất là sôi động luôn á con. Ủa sao mà nhận xét với cái thái độ kỳ vậy? Cái mồm này vui vậy. Nó máu lửa vô cùng luôn á. Mặc dù là chú bị chật khớp tay nhưng mà chú cảm nhận là cái lửa con truyền tới á. Nói giùm em cái, mệt quá. Rồi được rồi, đây là một lời khen cho chú nha cho con. Xin mời Lập chia sẻ về tiết mục này. Thấy rõ ràng tất cả các cô chú huấn luyện viên đứng lên nhảy và chú nhảy như một rồi, như một con mèo đó, như một con mèo luôn mà không có điểm dừng luôn, đó là thành công. Cảm ơn. Rồi, rồi. Bây giờ là chốt cuối từ phía gia đình ông Thanh Vân và Dương Trường Vũ. Thiệt sự là Vũ đã biết cái khả năng này của Văn Minh rất lâu rồi, nhưng mà tại vì Vũ muốn á là để cho cháu phải có một cái chiều sâu trước cho mọi người cảm nhận được chiều sâu của cháu. Nhưng mà bây giờ thì tới cái vòng này thì chú Vũ đã cảm nhận được là khán giả đã biết con là ai và hiểu được cái khả năng và cái tiềm năng của con rồi, cho nên là chú cho con một cái bài mà đúng sở trường của con luôn. Và lúc mà chú cho con cái này thì con đã nhắn cho chú, con kêu là trời ơi con sướng quá, cảm ơn chú, con được quậy rồi. Thank you.